xanh với lại hồng ruốc giùm em 39k. 39k giùm em xanh với hồng ruốc. Ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em nè. Xanh với hồng ruốc giùm em. Rồi bộ yếm nè mấy chị, bộ ngủ yếm nè, dây yếm sexy á, dây yếm sexy giùm em nè. Đó. Rồi 39k một bộ giùm em, chị nào đây chốt em xanh ngọc, cái quần rất là đẹp luôn. Thấy em không, hồng liễu bây giờ mới thấy. Babydoll dưới 55kg mặc vừa. Rồi chị nào đây chốt em xanh ngọc, xanh ngọc 39k. Xanh ngọc 39, chị nào lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc giùm em. Xanh ngọc 39 nè, ai lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc. Rồi đùi nè, Puma giùm em nha. Đùi Puma giùm em 35k, chị nào lấy vàng chốt vàng 35. Vàng 35 giùm em nè, ai lấy vàng chốt vàng. Diễm Xương lấy xanh ngọc 39. Rồi chị nào lấy vàng chốt vàng 35. Vàng 35 giùm em. Vàng 35 ai lấy vàng chốt vàng giùm em nè. Rồi lẫn bò, lẫn xanh giùm em nha, chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em nè. Lẫn xanh 35, 35k giùm em nè, ai lấy bò xanh chốt bò xanh giùm em nha. 35k bò xanh, 35k bò xanh giùm em, ai lấy bò xanh chốt bò xanh giùm em. 35 bò xanh 35 giùm em. Thấy em không chị Trúc Kim? Form dưới 55kg vừa nha Trúc Kim ơi, chị bảo em rồi á. Vàng 35 cho chị Ngọc Trinh nè. Rồi bò 35 luôn, ai lấy chốt gì em chẳng 35. Chẳng 35 giùm em nha. Mấy cái này em đang sale, đang sale cho nên không có giá sỉ nữa nha mọi người. Vàng 35 cho Ngọc Trinh nè. Dạ em thấy mọi người nha, thấy nha. Có đồ, đồ ngủ tay ngắn không ạ? À? 35 xanh cho Út Vân nè. Út Vân 35 nè. Lên sáng thọ giùm em. Đây, bộ dây đây. Rồi, sale, sale, sale. Bộ sau lưng em bao nhiêu? Bộ này chị Lê Lê ơi, Ninh Thuận có ship không em? Dạ có chị. Rồi đây, bộ dây tầng giùm em nha. Dây tầng giùm em nha mọi người. Dây tầng nè. Ở phía sau có bao nhúng luôn giùm em nha mấy chị. Chị nào lấy chốt giùm em xanh ngọc. Xanh ngọc giùm em nha, 35k xanh ngọc nè. Màu xám với lại màu vàng với lại màu kem nha mấy chị, màu kem giùm em 35k. 35k giùm em. Rồi chị nào lấy chốt giùm em nha, 35 dây tầng 35 giùm em. Tầng 35k giùm em nha, tầng 35 giùm em nè. Rồi màu xanh ngọc, màu xám, màu kem, còn 3 màu. Ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em. Còn 3 màu nha, màu xanh ngọc, màu kem với lại màu xám. 35k 35 giùm em nha. Batia có size to bao nhiêu ký chị Trúc Kim ơi? Rồi đây, cái này là lục, cái này vải gì ta? Vải đẹp lắm mấy chị ơi, cái này vải đẹp lắm. Siêu đẹp luôn, bộ dây nha, dây Babydoll giùm em nè. Dây Babydoll giùm em mặc ngủ nè, xinh lắm luôn á. Dây Babydoll giùm em. Phía sau nó có cột nơ nha. Phía sau có cột nơ giùm em nè. Rồi chị nào lấy dây chốt dây giùm em. Bộ này 75k nè, ai lấy trắng chốt trắng 75. Cái này dễ thương lắm mọi người, 75k một bộ giùm em nha. 75 giùm em nha. Đây, 75k chị nào lấy trắng chốt trắng giùm em. Phía sau là lưng thun nè. 75k chị nào lấy trắng chốt trắng. Đỏ đô với lại đen, trắng đỏ đô với đen. 75kg em không có chị ơi, em không có hàng size đại nha. Em bán hàng hot girl phi size. Phi size dưới 58kg rồi nha mấy chị. Em không có bán hàng size đại đâu. Rồi chị nào lấy chốt giùm em nha. Dây 75, hàng đẹp nha, hàng bán sớm đó mọi người. Rồi dây 75k giùm em. Màu trắng, màu đen với lại màu đỏ đô. Trắng đen đỏ đô giùm em 75. Trắng đen đỏ đô giùm em 75k nha. Ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em. Trắng đen đỏ đô Babydoll nè. Trắng đen đỏ đô. Rồi em lên mẫu em mặc nha mọi người. Đùi, bò đùi giùm. À đây còn lộn đá nữa. Sao em không thấy comment của ai hết? Hu hu. Chị đang like hai máy mà. Đang like hai máy mà mọi người. Rồi lẫn giùm em nha, lẫn đá giùm em nha. Ai lấy lẫn chốt lẫn giùm em nha. Thảo Nhi dây trắng.
Rồi lận đá 35 ai lấy chốt cho em lận đá 35 thẳng như dây trắng. Em đang la hai máy nha mọi người ơi. Đây màu đỏ đô với lại màu đen nè. Có đồ ngủ có mức ngọt không? Không nha chị. Màu đỏ đô này ai lấy đỏ đô chốt đỏ đô. Cái dây này mấy chị rút được nha. Cái dây này rút được này mọi người. Rồi ra lấy đỏ đô chút đỏ đô giùm em nha. Đỏ đô nè, cái dây về mọi người rút lại giùm em nha. Hôm bữa có đồ chị đã. Có nha chị, em giữ đơn như chị á. Có. Đây chị nào lấy đỏ đô chút đỏ đô giùm em nha. Đỏ đô nè. Đỏ đô giùm em 75, đỏ đô với đen. Bộ pyjama bộ nhiêu chị? Rồi em like lại mẫu này nha ha nè, 265k giùm em. 265 giùm em nha mấy chị ơi. 265k cái này là lộ hàng giùm em, form dưới 55kg mặc vừa giùm em nha, tay dài quần dài. Chị nào lấy hoa chốt hoa giùm em 65k, em có màu cam nè, màu hồng với lại màu hồng phấn. Với lại màu hồng phấn giùm em nha. 65k một bộ. Rồi bộ loan giùm em. Bộ loan 99k em có màu ạ. Bộ loan 99k em có màu hồng nè. Quần có túi nha, loan 99k em có màu hồng, màu vàng với lại màu nu nha. Hồng vàng nu 99k một bộ. Ai lấy loan chốt loan giùm em. 99k giùm chị ơi. Rồi bò giùm em nè. Chị nào lấy bò chốt bò. Tây phòng cổ sen nè mấy chị. Ai lấy bò chốt bò giùm em. Bò tím, bò xanh, bò trắng nè. Quần có túi giùm em 99k một bộ. Ai lấy bò chốt bò giùm em. Với lại màu hồng màu đen. Màu hồng này ai lấy hồng chốt hồng. Rồi đen, chị nào lấy đen chút đen giùm em 99k. 99k giùm em nha. Rồi cổ sen 2 tầng giùm em. Có lập thể tay dài nha chị. Có nha chị. Rồi đây chị nào lấy chốt em sen 2 tầng. Cái này quần có túi luôn giùm em 90k tay phòng nè. Em có màu nu mã 90. Mã 90 màu nu. Màu đỏ nè. Màu xanh. Với lại caro giùm em nha. Với lại caro giùm em. Lụa trăm đê giùm chị. Lụa trăm đê giùm em. Rồi đó chị nào lấy chốt giùm em nha. Ai lấy mã nào lên mã giùm em kèm màu giùm em nha. Mango hả? Có mango chị. Rồi em lên mẫu em mặc nha. Đùi caro nè. Rồi bộ đùi Barbidon em mặc 45k một bộ giùm em. Lụa trăm đê nha chị ơi. Lụa trăm đê. Lụa trăm đê giùm em, nãy với mẫu em like là lụa trăm đê. Rồi đây nó ngang ngửa mango, nó không khác gì hết mọi người. Vải rất là mềm, rất là êm luôn. Rồi bộ caro em mặc 45k một bộ. Bộ Barbidon nha. Chị nào lấy chốt giùm em 45 màu đen nè. Màu đen, màu đỏ, màu xanh với lại màu vàng. Với lại màu vàng giùm em bộ đùi Barbidon nha mọi người. Đùi Barbidon giùm em. Ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em 45k một bộ. Rồi caro 45 kèm màu giùm em nha. Caro 45k. Chị nào lấy caro chốt caro 45. Caro 45k giùm em nha mọi người. Dễ thương lắm luôn á. Caro nè, chị nào lấy caro chốt caro giùm em 45k một bộ. Màu đỏ nè, ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em 45. Đỏ 45k nè, chị nào lấy đỏ chốt đỏ. Màu xanh em mặc màu đen với lại màu vàng. Rồi chị nào lấy màu nào lên màu đỏ giùm em nha. Caro, chị nào lấy caro chốt caro giùm em. Màu đỏ, màu đen, màu xanh, màu vàng. Đùi nha mấy chị ơi, bộ đùi giùm em nha. Caro đùi 45k. Ai lấy chốt thì em 45 kèm màu giùm em nè. Xanh, caro 45 đỏ cho Nguyễn Ngọc Trang. Nguyễn Ngọc Trang thuê 45 nè. Rồi ai lấy caro nè, chốt caro giùm em 45k caro. Caro 45. Có áo thun da ra không? Dạ không có chị. Rồi chị nào lấy caro chốt caro giùm em nha. Bộ ống rộng có quần jean lưng cao không? Có nha chị. Trang Thi lên số điện thoại giùm em nha. Rồi bộ ống rộng nha mấy chị, cái này chín tóc giùm em nè. Eo vì giùm em. Bộ cổ yếm nha, bộ ống rộng cổ yếm giùm em nè. Chị nào lấy eo vì chốt eo vì giùm em. Xinh lắm mọi người. Eo vì giùm em nha, 80k chị nào lấy eo vì chốt eo vì. Eo vì 80.
phía sau là lưng thun nha mấy chị. Rồi ai lấy LV chốt LV giùm em 80k một bộ nè. LV 80. Ai lấy LV chốt LV giùm em 80. LV 80 giùm em nè. Ai lấy LV chốt LV. Rồi đầm dài giùm em nè, bo nhúng nha mấy chị ơi. Đầm phơn dài giùm em nè. Đó, ai lấy đầm chốt đầm giùm em đầm hồng nha mấy chị. Đầm hồng 80k giùm em nha. Chị nào lấy đầm hồng chốt đầm hồng giùm em 80 nè. Đầm hồng 80 giùm em nè. Ai lấy đầm chốt đầm 80. Đầm 80 giùm em, ai lấy đầm chốt đầm. Ai lấy đầm chốt đầm giùm em. Đây quần jean nè. Quần jean lưng cao nha mấy chị. Quần jean lưng cao giùm em nè. Đây cái này 4 nút giùm em. Jean lưng cao 4 nút giùm em nha. Coi dạng thoải mái luôn, 120 một quần. 120 một quần nha. Size SML giùm em nha. Jean lưng cao 120. Đó chị nào lấy quần jean chốt quần jean giùm em 120 nè. 120 giùm em. Ai lấy jean chốt jean giùm em lưng cao 4 nút. Lưng cao 4 nút giùm em nha. Ai lấy jean chốt jean giùm em size SML. Coi dạng thoải mái nha mọi người. Coi dạng thoải mái giùm em. Ai lấy quần jean chốt quần jean giùm em. Chị nào lấy jean chốt jean giùm em nha. 120 jean 120 giùm em nè. Coi dạng thoải mái. Rồi cái này lưng thấp nha mấy chị. Rách gối giùm em nè. Rách gối giùm em nha. Phía sau là thiêu nè. Rồi chị nào lấy chốt giùm em sáng 120 một quần size SML luôn giùm em. Ai lấy sáng chốt sáng 120 nè. Sáng 120 nha mấy chị. Ai lấy sáng chốt sáng giùm em nha. Sáng 120 kèm size giùm em. Sáng 120 kèm size giùm em nha. Chị nào lấy sáng chốt sáng. Ai lấy sáng chốt sáng giùm em nè. 120 size SML giùm em. Ai lấy sáng chốt sáng. Sáng 120 mọi người, ai lấy sáng chốt sáng cho em nè. Còn 60kg 1m59 dạ vừa nha chị ơi. Rồi áo khoác giùm em, áo khoác thiêu nha mọi người. Áo khoác thiêu giùm em, cái này bên trong có túi nha. Áo này túi có dây kéo luôn giùm em nè. Túi có dây kéo luôn giùm em nha. Rồi chị nào lấy áo khoác chốt khoác coi dạng thoải mái nha mấy chị. Áo khoác giùm em nha, 65k một áo. Chị nào lấy nu chốt nu giùm em nè. Nu 65 nè. Đỏ đô nè. Màu đỏ đô nè. Màu đỏ tươi nè. Màu tím. Màu tím với lại màu xanh đen. Với lại màu xanh đen giùm em nha. Rồi chị nào lấy áo khoác chốt khoác giùm em. Ngọc Anh Nguyễn lấy hoa trắng. Hoa trắng 65 nè. À, lên vài set đi chơi đi chị. Rồi ok là chị lên. Rồi chị nào lấy áo khoác chốt khoác giùm em nha. Hàng thiêu nha. Khoác thiêu giùm em nè. Ai lấy khoác thiêu chốt khoác thiêu giùm em. Nuôi cho chị Thuận Tiên Ngô nè. Rồi khoác thiêu giùm em nha. 65k giùm em. Rồi màu đỏ đô. Màu tím nè. Màu đỏ tươi với lại màu. Ủa quên, cái này màu xanh đen. Màu tím. Màu đỏ tươi với lại màu đỏ đô giùm em nha mọi người. 65k. 65 giùm em, ai lấy chốt giùm em. 65 kèm màu. 65k kèm màu giùm em. Rồi set Burberry giùm em, cái này áo hàng thun thái luôn giùm em nha. Coi dạng thoải mái. Set nha mấy chị ơi. Set Burberry giùm em nè. Rồi 80k một set, chị nào lấy chốt giùm em set đen. Set đen 80 giùm em. Ai lấy set đen chốt set đen. Caro tay dài ở ở sau như chị. Dạ caro đó 90 nha chị. Rồi chị nào lấy set đen chốt set đen giùm em nha. Set đen giùm em 80 nè. Đen 80. Chốt cho em bộ gấu tay dài. Bộ gấu hả? Màu nu đúng không chị? Gấu là bộ màu nu đó anh Phạm ơi.
đen chốt đen. Ngọc Anh Nguyên lấy caro nè. Caro tên Ngọc Anh Nguyên. Ngọc Anh Nguyên caro sọc 90. Ok chị. Gấu nâu em có gấu màu đỏ nữa nha mấy chị. Cô gái nữa nha, cô gái màu hồng với lại màu xanh nữa nha. Cô gái hồng xanh nữa 90k nha. Gấu nâu cho chị ạ. Chị Anh Phạm nè. Ra lấy gấu chút gấu. Gấu đỏ nữa nha mấy chị, có gấu đỏ nữa thì Anh Phạm nè, 90. Có cô gái nữa nha mấy chị. Cô gái màu hồng với lại màu xanh. Dạ vừa. Rồi cái này quần có túi nha. Lụa trăm D mấy chị. Lụa trăm D giùm em. Ai lấy hồng chốt hồng. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em nha. Hồng nè. Hồng với lại xanh. Hồng với xanh giùm em 90. Hồng xanh 90k giùm em nè. Hồng xanh 90. Ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em nha. Maxi dập ly nè. Maxi dập ly giùm em, phía sau nó có bo mấy chị, hàng này hàng 2 lớp. Hàng 2 lớp giùm em nha. Chị nào lấy đen chốt đen giùm em, maxi đen nha. Maxi đen giùm em 90 nè. Maxi đen 90k, chị nào lấy chốt giùm em maxi đen. Dài nha mọi người. Maxi đen 90. Đen 90 giùm em, ai lấy đen chốt đen 90 giùm em nha. Ai lấy đen chốt đen. Bộ bông. Bộ bông 65k nha chị. Bông 65 giùm em. Bông em có màu cam nè. Màu hồng đậm với màu hồng nhạt giùm em nha. Màu hồng với hồng phấn giùm em đi. Cái này hồng phấn giùm em nha. 65k một bộ. Rồi xét giùm em nè. Cái này vải đuổi. Xét đuổi giùm em quần có túi nha. Xét đuổi quần có túi giùm em. Cái này có mất ngực luôn giùm em. Phía sau có dây kéo. Phía sau có dây kéo giùm em nha. Chị nào lấy chốt em xét hồng. Chị Anh Phạm lấy bông cam phải không? Rồi lấy xét hồng, chốt xét hồng giùm em nha. Xét hồng giùm em, phơm này dưới 55kg mặc vừa giùm em nha mọi người. 85k một xét vải đuổi. Bò sữa sau 99k nha mọi người. Đây, ở phía sau có dây kéo giùm em nè. Xét chị nào lấy xét, chốt xét có mút ngọt nha. Cái này có mút ngọt giùm em. Xét ngọc nè. Rồi em có màu hồng. Màu màu nâu với lại màu cam đất. Với lại màu cam đất giùm em nha. 85k một set. Chị nào lấy set chốt set giùm em 85. Set 85 giùm em nha. Set 85k giùm em nè. Ai lấy set chốt set 85 nè. Bò sữa này 99k nha mấy chị. Bò sữa 99 giùm em nè. Set hồng cho Thảo Nhi nè. Suri đi, đi rồi phải không? Bò sữa 99k nha mấy chị. Ai lấy chốt giùm em bò, bò hồng. Bò hồng nè. Bò đen. Bò hồng, bò đen. Bò xanh. Cái này bò tím nha mấy chị, bò tím nè. Bò xanh với lại bò trắng 99k nha. 99k giùm em tay phòng. Tay phòng giùm em nha. Ra lấy thì chốt giùm em. Ai lấy bò thì chốt bò giùm em nha. Ngố còn bộ này mấy chị. Chị nào lấy ngố chốt ngố giùm em nè. Ngố còn một bộ. Ngố hôm qua em mặc á. Ngố vịt nè mấy chị. Ngố vịt giùm em nha. 95k. Ai lấy chốt giùm em hồng. Hồng 95 giùm em nè. Ai lấy hồng chốt hồng 95. Ngố hồng 95k giùm em. Chị nào lấy ngố hồng chốt ngố hồng 95. Ngố hồng 95k. Rồi đầm giùm em.
Cái này phía sau có dây kéo nha mấy chị. Đầm nè. Phè lắm luôn á. Chị nào lấy chốt giùm em đỏ. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ giùm em 85 nha. Phía sau có dây kéo. Đỏ 85k nè. Ai lấy đỏ chốt đỏ 85. Đỏ 85k lấy đỏ chốt đỏ. Đỏ 85 giùm em. Có cái dây à? Có dây buộc tóc nữa nha mấy chị. Rồi đỏ 85 nè. Ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em 85k đỏ. Đỏ 85 giùm em nha. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ 85. Rồi xét nè, cái này vải siêu đẹp luôn mọi người ơi. Hàng bán shop giùm em nha. Hàng bán shop giùm em. Xét này 95k một xét giùm em nha. Quần có túi nè. Phía trước là lưng bản, phía sau là lưng thun giùm em. Đó, chị nào lấy chốt giùm em. Nó có một màu thôi nha. Chị nào lấy chốt giùm em mã 95. Mã 95 giùm em nha. Lấy chốt giùm em mã 95 nè. Lưng thun. Lưng thun giùm em nha. Ai lấy chốt giùm em mã 95. Ờ, chị lấy thêm hoa kem hoa xanh. Su kem. Hết hoa xanh rồi chị. Hoa kem cho chị su kem nè. Hết hoa xanh nha em, còn hồng thôi. Rồi lấy xét chốt xét giùm em 95k một xét. Hết hoa xanh rồi nha chị. Su kem nè. Rồi set 95 này, ai lấy set chốt set giùm em 95k. Set 95. Chị chốt chốt Nguyễn cao mét nhiêu? Cao mét nhiêu á chị? Rồi 95k lấy set chốt set. Áo khoác em còn cái nè. Áo khoác thiêu nha. Set 95 cho chị Đông Nguyên. Rồi áo khoác thiêu này em còn cái là 69k. Hàng thiêu nha mấy chị ơi. Hai bên túi thiêu luôn giùm em nha. Rồi chị nào lấy áo khoác chốt khoác giùm em 1m6 vừa nha chị. Khoác 69 nè, ai lấy khoác chốt khoác. Khoác 69k. Ủa em chốt bộ 2k mà. 2k em chị à. Chị Anh Phạm. Bông cam à chị. À chị hỏi. Em hỏi chị lấy bông cam hả? Không thấy chị trả lời. Hồng loan tay dài giả 99k một bộ nha. Hình bộ đó đi. Em lấy nha. Lấy màu này được. À đây nè. Cho chị Anh Phạm nè. Đây màu hồng này hoa khác rồi nha mấy chị. Chốt hồng giùm em nha. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em. Khoác cho chị Ngọc Trinh nè. Hồng nha mấy chị. Cái này chị nào lấy chốt em hoa vàng đi. Hoa vàng giùm em nha. Còn cái ở sau là hoa trắng á. Chị Ngọc Trinh nè. Hoa vàng, ai lấy hoa vàng chốt hoa vàng giùm em nha. 65k. Hoa vàng 65. Ai lấy hoa vàng chốt hoa vàng. Đây bộ của Trang Satin nè. Cái này form này dưới 60kg mặc vừa luôn nha mấy chị. Khoái em còn con cái à. Nhiều bộ chị chút chút Nguyễn hỏi mẫu nè chị ơi. Rồi đây chị nào lấy chốt giùm em ong nè. Cổ tròn nha, 95k một bộ satin nha mọi người. Satin 95. Ai lấy chốt giùm em ong. Ong 95k, lấy ong chốt ong 95. Ong 95 giùm em nè. Ai lấy ong chốt ong. Ong 95k. Rồi vàng nè. Satin. Khoác chị Ngọc trên em chốt rồi. Rồi đây chị nào lấy vàng chốt vàng. Vàng nha mấy chị, phơm dưới 60kg mắc vừa giùm em. 95k vàng nè. Trắng satin ong cho chị Loan Trần nè. Rồi lấy vàng chốt vàng giùm em. 95 vàng.
lên bộ tiểu thư nữa. Rồi đại chị lên. Rồi đại vàng chốt vàng giùm em. Lên thêm mẫu nữa phải không? 95. Rồi chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em nha. Xanh bộ dài nè. Xanh 95. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 95k xanh nè. Xanh 95k giùm em nha. Chị nào lấy xanh chốt xanh. Chị bộ lan hồng tay dài. Ngọc Trinh lan hồng. Ngọc Trinh nè. Tay tiểu thư tay dài nè em. Tay dài quần dài nha. Còn quần đùi rút dây thông. Không nha chị. À không, em inbox xem tin nhắn giùm em nhé. Rồi ok chị. Rồi cái này lụa hàng giùm em nha. Phơm dưới 5758 kỹ vừa. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ giùm em nè. Đỏ 65k đỏ giùm em nha. Tay dài quần dài đỏ 65. Áo có túi. Màu đỏ màu xanh ngọc. Màu đỏ màu xanh ngọc giùm em nha. Đỏ với xanh ngọc giùm em nè. Rồi 65k. Ai lấy chốt giùm em 65. Đỏ với xanh ngọc giùm em 65k một bộ. Đỏ xanh ngọc 65. Rồi bò nè. Bò tay dài quần dài luôn giùm em. Ai lấy bò chốt bò giùm em nha. Ai lấy bò chốt bò giùm em 60 nè. Bò 60 chị nào lấy bò chốt bò. Tay dài quần dài. Bò 60k giùm em. Ai lấy bò chốt bò giùm em nha. Bò 60. Bò 60 giùm em. Ai lấy bò chốt bò. Rồi bò tay ngắn nè. Bò tay ngắn giùm em nha. Áo có túi 55k luôn giùm em. Chị nào lấy chốt giùm em cam. Hồng cam nè. Màu hồng cam giùm em 55k giùm em. Ai lấy hồng cam chốt hồng cam giùm em nha. 55. Phơm dưới 55 kỹ mặt vừa. Hồng cam 55. Ai lấy hồng cam chốt hồng cam 55k nè. Dạ vừa nha chị. Rồi đây chị nào lấy chốt thì em tím nha. Satin, cái bộ này satin giùm em. Quần có túi nha. 85k. Xe 85 này chị nào lấy chốt thì em tím. Còn một bộ. Tay dài quần dài nha. Tím giùm em 85. Đi ra mai tay dài nè chị. 46 kỹ vừa nha chị Hạnh Ngọc ơi. Rồi lấy chốt thì em tím nha. Tím 85. Ai lấy tím chốt tím 85k. Rồi pyjama giùm em, cái này Latin giùm em nha. Pyjama Latin còn bộ nè. Có bó đùi 2 dây không? Dạ không. Đây ai lấy chốt giùm em nha. Cái này Latin giùm em, chị nào lấy chốt giùm em caro đi. Quần có túi. Quần có túi giùm em nha, 115k. Caro. Bò lụa hàng nha chị. Rồi chị nào lấy caro chốt caro giùm em 115. Caro 115 giùm em nha. Caro 115. Ai lấy caro chốt caro giùm em 115. Đây Burberry giùm em nè. Mango Burberry giùm em nè. Cái này em còn một bộ nha mấy chị. 99k phong dơ nha. 99k một bộ. Ai lấy chốt giùm em caro quần có túi nha. Quần có túi giùm em 99k. Lấy caro chốt caro 99. Caro 99k giùm em nè. Chị nào lấy caro chốt caro. Caro giùm em nha. 99k. Chị Kim Thoa hỏi quần dây rút mà là quần kaki đúng không ta? Quần kaki còn nha chị. Tiếng với chị Ngọc Trinh nè. Hỏi quần kaki đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quần kaki nè. Em còn size M với size L, coi vậy thoải mái. Quần size L với size M giùm em. Kaki đúng không? 50. Kaki 50 giùm em, M với L. M với L 50k. Bộ dây tằng giùm em nè. Pyjama tím chị Ngọc trên em chốt rồi. Chị xin thêm hai cái. Hết quần rút rồi. Để chị lên mẫu quần khác cho. Rồi bộ tàng giùm em nè. Ai? Caro đâu có 99. Đây chị nào lấy chốt giùm em. À Burberry đó hả? Burberry 99 đó hả? Rồi chị nào lấy hoa chốt hoa giùm em nha. Ai lấy hoa chốt hoa giùm em nè. Bộ hoa giùm em 39k. Em hết nguồn rút rồi, để em lên mẫu khác nha mấy chị. Đợi xíu em lên mẫu khác cho. Ai lấy hoa chốt hoa. Bộ Burberry không? Cái này không dơi. Burberry không dơi, cái này quần có túi nha mấy chị. Quần có túi giùm em, chị nào lấy chốt giùm em Burberry nè. Burberry 99k một bộ nha, bộ quần dài nè, 99 giùm em. Ra lấy chốt giùm em Burberry 99 nè. Burberry 99k. Ảo á. Cái này để cho Kim đi, để gì Kim á. Rồi chân váy giùm em nè. Chân váy giùm em mấy chị, chân váy tăng ship ly. Chân váy tăng ship ly giùm em. Bên trong có quần giùm em nha. Chân váy này xịn sò lắm luôn á mọi người. Rất là dày luôn. Rồi lại chân váy, chốt chân váy giùm em 50k nha. Chân váy 50. Phi size nha mấy chị. Phi size giùm em, cái này dưới 52 53 kiểu mặc vừa giùm em. Rồi lại chân váy thì chốt chân váy giùm em tầng dịch ly như vậy. Ai lấy chốt thì em chân váy. Chân váy 50. Ca thị Lolo lấy á Burberry nè. Rồi Puma giùm em nè. Bộ đùi Puma ai lấy chốt thì em hồng. Hồng 35 giùm em nha. Hồng 35k nha mấy chị. Ai lấy hồng chốt hồng 35. Lập thể hai tay. Tay phòng màu khác đi. Bộ lập thể hả chị. Rồi ok chị nha. Ý chị hỏi tiền tay dài hay tay ngắn. À tím tay dài. Tím tay dài bỏ ra đây. Chị Ngọc Trinh bỏ ra đi. Bỏ cái tím ra. Tím tay dài. Rồi cái này có mức một giùm em nha. Bộ ngủ nè mấy chị, ngủ nơ nè 39k. Chị nào lấy chốt thì em xanh. Xanh 39 nha, bộ ngủ. Xanh với lại tím nha mấy chị. Xanh nè, ai lấy xanh chốt xanh 39k xanh nha. Hồng 35 cho Lan Lan lên phát hỏi giùm em. Lan Lan hồng 35. Rồi ai lấy xanh chốt xanh giùm em nè. Ai lấy xanh chốt xanh. Xét sơ mi nè. Xét sơ mi lập thể giùm em nha. Xét này mấy chị mặc đi làm được á. Xét sơ mi nha mọi người. Lan Lan. Phía trước là lưng bạn, phía sau là lưng thun giùm em nha. Rồi xét sơ mi giùm em. Cái này 95k nha, chị nào lấy chốt em mã 95. Mã 95 giùm em nha. Ai lấy mã 95 chốt mã 95 giùm em. Xét sơ mi. Mã 95 giùm em. Bộ đuổi xốp nè, tiểu thư đuổi xốp giùm em. Quần này có bó ống giùm em nha. Ai lấy chốt giùm em tím nè. Chị nào lấy tím chốt tím giùm em nha. Bộ đuổi xốp giùm em 85k giùm em nha. Tiểu thư đuổi xốp. Áo có túi nè. Rồi 85. Caro em mặc 45k nha. Rồi chị nào lấy chốt giùm em tím. Tím 85 giùm em. Ai lấy tím chốt tím giùm em 85k tím.
trang lam. Trang lam lấy tím là 85. Set 95. 46 kg vừa nha chị à, chị Hạnh Ngọc ơi. Rồi áo giùm em nè, áo kiểu nha mấy chị. Đẹp lắm, nó có co giãn giùm em nha. Tay dài. Áo giùm em, ai lấy áo chốt áo nè. Xịn sò luôn. 50k một áo giùm em nha. Áo này 50 có gai nút nha mấy chị. Áo 50 em có màu trắng, màu xám, màu xanh đen. Màu xanh đen giùm em nè. Màu vàng, màu hồng. Màu hồng nha mấy chị, 50k giùm em. 50 với lại màu đen nha. Với lại màu đen giùm em 50k. Chị nào lấy áo chốt áo. Chị Hạnh Ngọc. Hạnh Ngọc lấy set 95 nè. Lên sáng hạ giùm em nha. Xám cho su kem. Rồi lấy áo chốt áo giùm em tay dài. Áo tay dài giùm em nha mọi người. Xinh xỉu luôn mọi người ơi. Set 95 đi chị. Đen cho chị su kem. Đây set 95 đây. Cái này bán thiệt xỉn xỉu luôn á. Vải đẹp nha mấy chị. Hàng bán sớt. Hàng bán sớt giùm em nha. Set 95k giùm em. Lưng thun, phía sau là lưng thun nha mấy chị. Gài nút giùm em nè. Quần có túi nha. Đây chị nào lấy chốt em set 95. Vừa, em nói vừa mà. Rồi đây chị nào lấy chốt giùm em nha. Vừa nha chị. Rồi set 95k giùm em nha. Áo thun thả luôn, coi dạng thoải mái. 95k nha mấy chị ơi, 95 giùm em. Ai lấy chốt em mã 95. Mã 95 giùm em. Rồi ai lấy áo tay dài nè, chốt áo tay dài giùm em nha. Thảo Nhi lấy set 95 nè. Cho em xem lại đi, xem nữa hả? Mới like xong hả? Mới like xong mà trời. Rồi lấy áo chốt áo giùm em nè. Lan Trần set 95. Rồi em còn một set. Còn một set nè, chị nào lấy chốt em. Còn một set nha. Rồi áo 50, ai lấy áo 50 chốt áo 50 giùm em nha. Áo 50k giùm em. Áo 50 em có màu trắng, màu xanh đen, màu vàng, màu hồng, màu xám nha mấy chị ơi. 50k một áo. Ai lấy áo chốt áo. Ai lấy áo chốt áo giùm em 50. Lấy caro em mặc màu xanh đó luôn. Chị Đông Nguyên caro mặc. Nó nằm đâu rồi? Caro mặc đâu? Rồi em lên xét bộ dài. Cái xét này em mới like xong mà. Cái này không đúng hả? Xét này nè 95 chứ cái nào. Chứ không phải là cái này hả? Xét này 95k nè. Đúng không? Chị lấy này đúng không? Em mới like xong luôn. Rồi em còn một xét thôi nha. 95k giùm em. 95 nha mấy chị ơi. Xét 95 giùm em nè. Quần có túi nha, còn một phát đó, ai lấy chốt giùm em nha. Không phải này hả, chứ mẫu nào? 95 nào? Bộ satin đó hả? Satin 95 hả chị Hạnh Ngọc ơi? Bỏ cái Hạnh Ngọc ra đi. Rồi cái này hàng thun thái giùm em. Bộ thun thái nha mấy chị. Đẹp xỉu luôn. Chất siêu đẹp luôn, coi dạng thoải mái nha. Coi dạng thoải mái giùm em. Bộ thể thao giùm em. Bộ lập thể. Bộ lập thể hả chị Hạnh Ngọc? Lập thể chị vừa. Chị 46kg cao 1m50 là đồ bên em chị vừa đó. Rồi bộ giùm em nè. Bộ thun thái giùm em nha. Chị nào lấy trắng chốt trắng giùm em 99k. Phơm dưới 60kg mặc vừa luôn giùm em nè. Xét xét bộ. Xét bộ dài nè. Siêu đẹp luôn. Chắc đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi ai lấy chốt vậy em nha. Trắng
Ai lấy trắng chốt trắng giùm em 99k. Trắng 99 giùm em nè. Trắng 99k giùm em, ai lấy trắng chốt trắng. Không em ơi. Trắng váy rút em có màu đen thôi nha mọi người. Rồi trắng với lại màu màu xanh giùm em nè. Xanh trắng 99k giùm em nha. Quá đẹp luôn. Xanh trắng 99k giùm em. Rồi đây ai lấy chốt giùm em nha. Chị nào lấy xanh chốt xanh. Xanh trắng 99k bộ thun thái nha mấy chị ơi. Bộ thun thái giùm em nha. Form dưới 60kg mặc vừa. Form dưới 60kg mặc vừa giùm em. Chị hỏi bộ lập thể phải không? Thế sơ mi lập thể hả? Trời ơi, chị hỏi mẫu nào 95. Quán chị mẫu 95 luôn. Bộ satin cũng 95 nữa. Đây bộ lập thể nè. Chị nào lấy lập thể thì chốt lập thể giùm em nha. Set sơ mi. Set sơ mi lập thể này 95k nha. 95 giùm em. Quần ống rộng nha mấy chị. Quần ống rộng giùm em. Rồi chị nào lấy lập thể chốt lập thể giùm em đi. Lập thể 95. Lập thể 95 giùm em nha. Ai lấy lập thể thì chốt lập thể. 95k lập thể. Lập thể 95 giùm em nè. Rồi là chị lấy cái này đúng không? Lấy thì ok giùm em nha chị. Nhức đầu chứ. Lấy thì ok giùm em. Rồi đây áo giùm em nha. Áo kiểu nè. Áo kiểu giùm em nha mấy chị. Áo Hoàng Châu giùm em. Rồi chị nào lấy chốt giùm em áo. Cái này tay gài nút luôn giùm em nha. Tay gài nút giùm em 75k. Ai lấy chốt em mã 75 Hạnh Ngọc lấy nè. 95 Hạnh Ngọc. Lên số điện thoại giùm em nha chị. Rồi chị nào lấy chốt giùm em mã 75. Áo 75k nè. Ai lấy áo chốt áo 75. Rồi Babydoll nè. À Babydoll nè. Cái này có nút. Đó kiểu này mấy chị. Cái này siêu hot luôn. Rồi 75k luôn giùm em nha. Phân dưới 60kg mấy chị mặc vừa hết. Rồi 75 giùm em. Chị nào lấy chốt giùm em nút 75. Tay phòng nha mấy chị, nút 75 giùm em. Nút 75k đến nút chút nút này. Set 39 bông tím. Set 39 bông tím là nào ta? Bộ đuôi hả chị? Bộ đuôi đúng không? Xanh Ngọc Trinh lấy bộ xanh nè. Chị lấy bộ đùi 39k phải không? Xếp bộ đen nu chơi sao? Xếp này hả? Hay là xếp bò em? Xếp này 99k, xếp lan 99k giùm em tay phòng. Chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em nè. Với lại nu, vàng nu 99k giùm em nha. Còn bò này chị nào lấy bò chốt bò. 99k bò luôn tay phòng nha mấy chị. Bò hồng nè, bò đen. Bò hồng bò đen 99k bò hồng bò đen nè. Bò tím nè. Bò xanh. Với lại bò trắng giùm em 99k nha. Ai lấy bò chốt bò. Đúng rồi nè Hạnh Ngọc nè. 39k Hạnh Ngọc. Bò 99k giùm em, chị nào lấy bò chốt bò. Rồi xét bộ ống rộng giùm em quần dài. Cái này quần có túi giùm em nha. Quần có túi. Rồi chị nào lấy chốt giùm em hồng. Ai lấy chốt giùm em hồng nha mấy chị. 65k hồng 65. Phân dưới 60kg mấy chị mặc ok luôn. Nó có co giãn nha. Hồng 65 bộ ống rộng. Tay ngắn quần dài tiểu thư hả chị Lan? Lan Lan ơi. Rồi ai lấy hồng chốt hồng giùm em nè. Rồi bộ ống rộng luôn giùm em. Cái này quần có túi nha mấy chị. Ai lấy chốt giùm em xanh ngọc. Xếp xanh ngọc giùm em nha. 85k giùm em xanh ngọc 85 nha. Xanh ngọc 85 tay phòng nha mấy chị.
Ai lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc giùm em 85k. Xanh ngọc 85. Chưa nha em ơi. Rồi chị nào lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc. Xanh ngọc 85. Bộ thun xanh em chốt cho chị Ngọc Trinh rồi nha. Hồng có tông gì? Có tông gì chị? Em không biết luôn á. Em không biết phải rồi mấy chị. Nhưng mà cái này nó mát nha, chất nó rất là mát luôn nè. Chất mát lắm. Xanh ngọc cho Thảo Nhi nè, 85. Đây vải này mấy chị, em không biết chất nữa. Nhưng mà mát lắm luôn á. Coi bò treo ở sau đi chị. Đây bò ở sau, chị nào lấy bò chốt bò giùm em nha. 99k giùm em, tay gài nút, quần có túi nha. Tay gài nút, quần có túi em hết xanh ngọc nha. Đây lấy bò chốt bò. Bò đen, bò hồng nè. Hả? Rồi chốt rồi. Rồi chị nào lấy chốt em bò trắng. Bò tím với lại bò xanh nha mấy chị. Bò tím với bò xanh 99k. Mạng chị chậm á. Rồi xét ống rộng giùm em nè. Xét Barbidol ống rộng quần dài. Barbidol ống rộng quần dài giùm em nha. Chị nào lấy chốt giùm em hồng nè. Xét hồng giùm em nè. Xét hồng giùm em nha mọi người. 60k một xét. Chị nào lấy chốt em hồng 60 nha. Hồng 60 giùm em, ai lấy hồng chốt hồng. Hồng 60k. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em 60 nè. Hồng 60. Kiều Thủy lấy xét hồng. Kiều Thủy nè, lên số điện thoại giùm em với. Rồi đây bộ cổ tròn nè. Bộ cổ tròn, satin cổ tròn nha mấy chị. Ai lấy chốt giùm em. Gucci. Ai lấy Gucci chốt Gucci giùm em nha. 95k Gucci nè. Gucci 95. Ghi hai tên đi, Kiều Thúy với lại Ngọc Trinh. Chị nào đủ đơn em để nha mấy chị ơi. Cái này vải đủ giùm em nha. Xét sơ mi vải đủ giùm em nè. Áo có túi. Chị nào lấy trắng chốt trắng. Cái này quần có túi luôn giùm em nha. Vải đủ, xét vải đủ nè. Rồi trắng 85k, lấy trắng chốt trắng giùm em 85, quần có túi nha mấy chị. Trắng 85k giùm em. Bộ nâu loan 99k mấy chị. Rồi lấy trắng chốt trắng. Trắng 85. Trắng 85k giùm em vải đuổi nha. Xét sơ mi nha mấy chị ơi. Xét sơ mi giùm em. Xét hoa sau rồi đợi em xíu nha. Rồi quần này quần à. Có túi luôn giùm em, có dây kéo phía sau luôn giùm em nha. Rồi chị nào lấy chốt em xét xám. Xét xám giùm em nha mọi người. Xét xám, áo này có bao nhúng luôn nha. Rồi xét xám giùm em 85. Xét xám giùm em, ai lấy xét xám chốt xét xám 85 nè. Danh Ngọc Hương trắng 85 nè. Lên số điện thoại giùm em nha. Coi bò phía sau đi. Bò phía sau like rồi đó chị Bé Nhi ơi, em mới like xong luôn á. Ủa chị kêu là em lên rồi mà ta. Danh Ngọc Hương rồi. Lên số điện thoại giùm em. Đây bộ hoa nè. Bộ hoa chị nào lấy hoa chốt hoa giùm em nha. Bộ hoa em còn màu hồng. Màu hồng đậm với hồng nhạt giùm em 65k 85. Rồi chị nào lấy hoa chốt hoa giùm em. Hoa 65 nha mọi người. Hoa 65. Hoa 65 giùm em nè. Rồi bộ lan giùm em nè. Chị nào lấy lan chốt lan giùm em 99k nha. Lan 99k. Ai lấy lan chốt lan giùm em 99k nha. Mới lai bò luôn á. Bà mới kêu lai bò xong kêu lai bò rồi bà đi đâu. Lai bò nè. Bò tay tay phòng nha mấy chị. Cái này gài nút luôn giùm em nha. Tay gài nút nè. Quần có túi. Lụa chanh đê nha. Vải siêu đẹp, em nói thiệt nó ngang ngửa hàng Quảng Châu luôn. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em. Bò hồng, bò trắng, bò đen với lại bò tím. Chị Lợi Châu lấy không nhỉ? Lợi Châu nè. Lợi Châu lên số điện thoại giùm em nhé. Rồi bò ai lấy bò chốt bò giùm em. Bò trắng, bò hồng, bò đen, bò xanh với lại bò tím nha mấy chị ơi.
Ai lấy màu nào lên màu đó giúp em nha. Rồi xét giùm em nè. Trời ơi xét này đẹp lắm luôn. Quần gài nút giùm em, quần có túi nha mấy chị. Lấy chị bộ thun hồng 65 nha. Thun hồng 65. Thun hồng 65 nè. Bộ này hả chị? Bộ 60 đúng không chị Ngọc Trinh ơi, phải thì ok giùm em. Không nha Lan ơi, không có 65. Bộ 265 không có túi nha mấy chị. Lấy em bộ trắng. Bị Nhi lấy bò trắng đúng không? Rồi chị nào lấy chốt thì em xét nè, 90k xét. Xét 90 nha. Quần đẹp lắm mọi người ơi, quần có túi. Cái này xét quần size M. Bò trắng cho bé Nhi nè. Có bò nu nữa nè mọi người. Ai lấy bò nu chốt bò nu vậy nè. Có bò màu nu nữa nha. 99k bò nu. Bộ lan treo 99k. Baby don dài 60k còn không chị? Không nha chị ơi. Bò 99. Bò xanh nè. Chị nào lấy bò xanh chốt bò xanh. Bò xanh giùm em 99k. Bộ lan 99 luôn giùm em nha. Lan 99, lan vàng với lại lan nu. Bò trắng bé Nhi lại bò trắng rồi. Lan vàng, lan nu giùm em. Rồi chị nào lấy sát chốt sát giùm em nha. Quần đẹp quá. Sát này chị nào lấy sát chốt sát. Sát này 90k giùm em nha. Sát 90. Còn một sát duy nhất. Ai lấy sát chốt sát giùm em nè. 90. Sát 90 giùm em nè. Rồi xét bộ dập ly giùm em. Có xét ngố sơ mi nha chị. Xét bộ dập ly quần dài nè. Xét này đẹp nha, có một phía sau có dây kéo luôn giùm em nha mọi người. Phía sau có dây kéo luôn giùm em. Xét dây nè. Xét này đẹp lắm. Đó, 95k một xét. Ai lấy chốt em mã 95. À inbox giùm em đi. Xét hại em có ghi cho ảnh đi vậy mấy chị. Còn hơi móc em để em gửi cho nha. Rồi chị nào lấy chốt em xét 95. Coi bộ cam có hình sau lưng đi. Đây bộ có hình đây. Bộ này 90k giùm em nha. Sen 2 tầng nè. Cổ sen 2 tầng giùm em, quần có túi mấy chị ơi. Tay phòng luôn giùm em. Tay phòng luôn giùm em nha. Rồi chị nào lấy chốt giùm em nè. Màu đỏ nè. Màu xanh. Với lại caro giùm em nha. 90k. Đỏ xanh caro. Hoặc là cam cũng được, đỏ xanh cam. Xét 95 cho Thảo Nhi. Thảo Nhi xét 95 nè. Xét sơ mi. Đây ngố sơ mi em còn. Mẫu này em còn bộ nè. Chị nào lấy chốt giùm em nè. 95k một xét. Ngố sơ mi 95. Ngố sơ mi 95 giùm em nha. Vịt này mấy chị. Ngố sơ mi vịt 95k giùm em nè. Lấy em bộ cam caro. Bé Nhi cam caro nè. Không có. Mới á. Bé Nhi cam caro nè. Bộ. Ủa, sao chị Ngọc Trinh comment chậm vậy ta? Chị Ngọc Trinh nè, Ngọc Trinh Hồng nè. Có xét sơ mi khác. Trời đợi em xíu nó bị ấy. Pyjama quần dài tay đùi. Tay đùi hả? Tay ngắn đúng không? Rồi ok. Đây để em like cái xét này. Xét sơ mi nè. Cái này tơ lụa. Tơ lụa giùm em nha. Quần có túi luôn giùm em. Chị nào lấy chốt thì em xét đen đi. Xét đen nha mọi người ơi. 99k xét đen. Xét sơ mi đen nha. Xét sơ mi đen nè. Quần dài. Rồi 99k.
99k giùm em nha. Ai đây chú thì em đen 99 nè. Đen 99 giùm em. Bộ xanh. Bộ xanh cho Lan Lan, bộ xanh 90 đúng không Lan Lan ơi? Ok chị. Không, em đọc hai tên chứ không có, đâu có để cho chị đâu. Lan Lan nè. Lan Lan 90 nè. Set sơ mi quần ngắn có. Thun hồng, ngọc trên em lấy rồi, cái này chị chỉnh cho Lan Lan. Sao chị Ngọc Trinh nằm bên cạnh với ta ơi. Chị Ngọc Trinh thoát ra vô lại đi, chị cầm bên chậm quá. Cái gì vậy? Cái bịch đó. Rồi xét mối giùm em nè. Xét mối giùm em nha mấy chị ơi. Trời ơi, phone này dưới 60kg mặc vừa luôn. Hai đồng. Cảm ơn chị nè. Rồi xét ngố nha mấy chị. Xét ngố giùm em, phone này dưới 60kg mấy chị mặc vừa luôn. Đẹp lắm. Cái này em có đăng hình rồi đó mọi người. Cái túi áo như vậy nha. Rồi lấy xét chốt xét giùm em. 88k một xét. Mã 88 giùm em nha. Xét ngố sơ mi nè. 88k giùm em. Ai lấy chốt thì em xét ngố nè. 88. Phone dưới 60kg mấy chị mặc ok luôn. 88k nè. Ai lấy chốt em mã 88 nha mấy chị. Mã 88 giùm em nè. Mã 88. Với lại ngủ ni nè. Ngủ ni 88k luôn giùm em. Ngủ ni chị nào lại ngủ ni chốt ngủ ni nè. Ngủ ni ni ngủ. Ngủ ni nha mấy chị ơi. 88k luôn giùm em nha. Chị nào lấy ni thì chốt ni. 88 cho chị ạ. Danh Ngọc Phương. Rồi lấy ni chốt ni giùm em nha. Ni 88 luôn giùm em nha mấy chị. Ni 88 luôn giùm em nè. Ai lấy ni chốt ni 88. Ni 88 giùm em. Ngủ ni 88 giùm em. Ai đang ngủ chút ngủ giùm em nha. Rồi đang ngủ cái quần áo sơ mi caro giùm em. Sơ mi caro giùm em nè. Ai lấy sơ mi caro chốt sơ mi caro giùm em nha. 95k một áo nha. Sơ mi caro 95. Lấy cho chị ngủ này 88 nha Nguyễn Hồng Hằng. Lấy cho chị Ni hả? Lấy Ni nè, bỏ cái kia lại cho Danh Ngọc Phương. Danh Ngọc Phương sửa lại Nguyễn Hồng Hằng đi. Cái này của Danh Ngọc Phương 88. Ra lại áo, chốt áo caro giùm em. Áo caro 95. 45kg 1m62 dạ vừa nha chị ơi. Lên babydoll quần dài ống rộng. Ý chị nãy chốt không kịp. Babydoll quần dài ống rộng nào em hết rồi mà. Babydoll quần dài ống rộng nãy em hết rồi mà. Em còn có một set à. Sơ mi caro em còn mỗi màu này thôi. Có màu thôi mà. Hết rồi, em hết hồng rồi nha. Em còn màu này thôi nha mấy chị. Còn màu này thôi nha. Hết hồng rồi. Hết hồng, hết hồng. Rồi qua mẫu thì em. Rồi đầm tay dài giùm em nè. Đầm Boris tay dài. Nguyễn Hồng Hằng có rồi. Lấy em set ni. Trịnh Luyến set ni nè. Ni nè. Rồi hết ni nha mấy chị. Trịnh Luyến ni 88. Rồi đầm Boris tay dài giùm em nè. Đầm chất Boris giùm em. Rút hai bên nha. Rút hai bên giùm em nha mọi người. Đầm body tay dài giùm em nha. Đẹp lắm mọi người. 85k em có màu hồng với lại màu xanh. Hồng với xanh 85 giùm em. Hồng xanh 85. Đúng rồi. Rồi hồng xanh 85 giùm em nha. Body chắc bô rít. Hồng xanh 85k.
với lại tan giùm em 85 này. À lại body, chốt body. Đúng rồi. Rồi đây đầm nè, đầm phơm dài giùm em nhé. Cái này bầu bị bon chen thoải mái luôn. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em nha, 65k. Hồng 65 giùm em. Chị nào lấy hồng chốt hồng 65. Hồng 65 giùm em nè. Ai lấy hồng chốt hồng. Hồng 65k hồng. Hồng 65. Xem bộ tay dài hồng. Bộ tay dài hồng. Bộ này 65k nha chị. Hoa nè, hoa hồng đậm, màu hồng đậm với màu hồng nhạt giùm em nha. 65k, chị nào lấy hoa chốt hoa giùm em 65. Hoa 65 giùm em nha. Ai lấy hoa chốt hoa 65k. Rồi đầm giùm em nè. Đầm xòe ở dưới body nè mấy chị, ở dưới xòe nè. Rồi cái này đẹp lắm luôn á, sang xỉu luôn. Phơm dài nha. Rồi chị nào lấy đỏ chút, đỏ nó có co giãn nha mấy chị. Đỏ giùm em nè, đầm đỏ giùm em 85k đỏ. Đỏ 85 giùm em. Ai lấy đỏ chút đỏ 85. Đỏ 85k lấy đỏ chút đỏ. Đỏ 85 giùm em nè. Rồi giùm. Cái này nút bọc vải giùm em nha, phía sau có dây kéo. Phía sau có dây kéo đây, nó có bo luôn nè mấy chị. Rồi giùm giùm em nha. Tay phòng gầy nút luôn. Ai lấy chốt giùm em giùm. Giùm 90 nha mấy chị ơi, giùm 90 nè. Giùm hồng. Giùm hồng 90k giùm em nha. Chị nào lấy giùm hồng chốt giùm hồng 90. Giùm hồng 90k giùm em. Giùm hồng 90, chị nào lấy giùm hồng chốt giùm hồng giùm em nè, 90k giùm hồng. Giùm hồng 90 nha. Cho chị Danh Ngọc Phương nè. Rồi chân vẫy giùm em. Chân vẫy em còn size S với size M nha mấy chị. Bên trong có quần. Chân vẫy bên trong có quần giùm em nha. Phía sau có dây kéo nè. 45k. Chân vẫy 45 giùm em nha. Ai lấy chân vẫy chốt chân vẫy. Chân vẫy 45k giùm em nha mọi người. Size S với size M giùm em. S với M 45. Rồi chị nào lấy chân vẫy chốt chân vẫy giùm em 45k chân vẫy. Vải 45 giùm em. Rồi quần vải giùm em nè, phía sau có dây kéo luôn giùm em. Không chị hết tiền rồi. Rồi cái này quần vải phía sau có dây kéo nha mấy chị. 45k em còn size S. Quần vải 45, chị nào lấy quần vải chốt quần vải 45k. Còn nha. Rồi chị nào lấy quần vải chốt quần vải giùm em. Quần vải 45 giùm em nè. Quần vải 45k lấy quần vải chốt quần vải. Rồi quần dập ly còn một cái này 35k, chị nào lấy đỏ chốt đỏ 35 giùm em nha. Đỏ 35 quần dập ly nha mọi người. Quần dập ly đỏ 35k. Quần dập ly 35 giùm em nè. Rồi quần này coi diện thoải mái luôn. Cái này có túi nè mấy chị. Quần nhung á nha. Đẹp lắm. Quần này siêu đẹp luôn, quần túi hộp nè. Quần túi hộp giùm em nha, 45k một quần giùm em. 45k một quần giùm em nha. Chị nào lấy chốt em size 26 tới size 26 tới size 29 giùm em nha mấy chị. 45k giùm em. Thì sapphire 35 nè. Cái hồng này của Ngọc Trinh từ nãy giờ không đi luôn. Rồi lấy quần chốt quần giùm em nha, size 26 tới size 29 nha mấy chị. 45k một quần. Quần túi hộp nha. 35. Quần túi hộp giùm em, nó có co giãn nha mấy chị ơi. Có co giãn giùm em. Áo jean sơ mi á. Áo jean sơ mi chị hết rồi. Áo jean sơ mi hết rồi, chiều về tay dài á. Có set beo tay dài màu đen không? Beo tay dài. Beo tay dài hả? Màu à?
Màu này được không chị? Bên tay dài em còn màu này nè. Quần đen size 28 cho Bicool. Bicool 28 nè. Quần này đẹp lắm mọi người ơi, nó co giãn đẹp lắm. Size 26 tới size 29 nha mấy chị ơi, 45k một quần. Đây Bicool nè, Bicool 45. Đây beo nè chị nào, đây beo chốt beo. Beo quần có túi giùm em nha, 99k. Beo ai đấy beo chốt beo giùm em 99 nè. Tay dài quần dài nha mấy chị, beo 99k giùm em. Rồi beo màu à. Màu xám đi, ai lấy chốt giùm em. Không biết màu gì luôn á. Màu lạ đi mấy chị, màu lạ giùm em đi, màu lạ. Với lại màu à. Với lại màu nâu giùm em nha. Beo lạ, beo nâu. Hay màu gì vậy? Rồi đó, beo còn hai màu đó đó, chị nào lấy beo chốt beo. Mèo lấy beo. Màu đen hả? Rồi chị nào lại beo chốt beo giùm em nha. Beo nào cho chị Lý Nguyễn. Lý Nguyễn nè. Beo lại cho Bicool. Rồi 99k. Rồi áo rất tốt giùm em nè, co giãn thoải mái. 35k chị nào lấy trắng chốt trắng 35. Trắng 35 giùm em nè, ai lấy trắng chốt trắng. Set sơ mi quần dài. Set sơ mi quần dài nha mấy chị. Ni nè, cái này quần có túi luôn giùm em nha. Rồi ai lấy chốt giùm em xét. Ai lấy xét chốt xét giùm em 99k một xét nha. 99k giùm em nè. Chị nào lấy xét chốt xét giùm em. Xét 99 giùm em nè. Xét 99k. Xét summer cho chị Lý Nguyễn nè. 99 nè. Rồi tiểu thư sọc giùm em. Tiểu thư sọc tay á, tay dài nha mấy chị. Tiểu thư sọc giùm em nè, ai lấy sọc chốt sọc. Quần có túi nha, cái này quần có túi giùm em nè. Sọc 99k sọc nè, ai lấy sọc chốt sọc. Beo nâu, em hết beo nâu rồi, lấy beo khác được không? Hết beo màu lạ luôn rồi. Em còn beo mẫu này nữa nè. Lại beo này được không mọi người? Hết set sơ mi luôn. Đây em còn beo này. Lụa mango giùm em nhé. Áo trắng 35 cho chị Thùy Sapphire. Trắng 35. Thùy Sapphire 35 nè. Đây beo beo. Cái này mango luôn giùm em. Chị nào lấy chốt giùm em nè. Beo nâu. Beo nâu giùm em nè. Tay gài nút nha mấy chị. Beo nâu giùm em 99k nha. Beo nâu 99 nè. Beo nâu 99k giùm em này, lấy beo nâu chút beo nâu. Beo nâu 99. Rồi beo đỏ nè. Beo đỏ. Với lại beo nu nha mấy chị. Với lại màu nu giùm em 99k beo. Cho em xem lại quần đen đi chị. Đây quần nè. Quần co giãn thoải mái nha. Chị nào lấy quần chút quần. Không phải đâu. Lót tay ngắn. Quần lưng cao hai nút luôn này mọi người. Quần nhung á. Rồi ai lấy quần chốt quần, quần túi hộp nha. Còn không ta? Nhớ còn mà không biết ở đâu nữa. Rồi chị nào lấy quần chốt quần 45 cao quần. Quần 45. Size 26 tới size 29 nè. Rồi bộ satin giùm em nha mấy chị. Màu hồng ruốc giùm em nè. Em còn màu hồng. Tiểu thư sọc không dưới 5758 kỷ vừa chị. Rồi cái này bộ satin giùm em nha, tay ngắn nè mấy chị. Satin tay ngắn. Ai lấy chốt thì em hồng ruốc nha. Hồng ruốc giùm em 90k hồng ruốc. Với lại đen. Hồng ruốc với lại đen giùm em 90. Hồng ruốc với đen 90 nha. Quần 26 cháu Lệ Lê nè.
còn 26. Phải lên 45. Rồi lấy bộ chốt bộ giùm em nha. 85, 90k một bộ. 90k một bộ giùm em hồng cho chị Danh Ngọc Phương. Danh Ngọc Phương nè, với lại màu đen nha chị. Với lại màu đen giùm em 90. Satin nha. Cái này satin giùm em, đẹp lắm nè. Đen cho chị Ngọc Trinh nè. Ngọc Trinh, Ngọc Trinh 90. Rồi satin có túi nè, cái này cổ tròn giùm em nha, 95k một bộ. 95 giùm em nha, chị nào lấy hồng chốt hồng. Chị cao 1m52 nặng 51kg, dạ vừa nha chị Linh Nguyễn, vừa nha. Rồi satin hồng giùm em nè, cổ tròn giùm em nha. Chị nào lấy chốt cho em hồng, 95 nha mấy chị. Hồng 95k giùm em, ai lấy hồng chốt hồng 95. Quần 29 cho Diễm Sương, hồng cho Bicol. Diễm Sương 29 nè. Đúng rồi, 29 cái Diễm Sương nè. Rồi đây em có màu xanh nữa nè. Màu xanh, màu xanh ngọc nha mấy chị. Còn có túi nha, ai lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc. Xanh ngọc 95 nè. Xanh ngọc 95 phơm với 60kg mặc vừa. Chị nào lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc 95k. Xanh ngọc 95 thì nè. Đây bộ phơm dơ bò sữa nè. Chị Danh Ngọc Phương lấy xanh. Cho chị xem lại tiểu thư sạch. Rồi ok chị đợi em xíu nha. Rồi cái này quần có túi nha mấy chị. Mang vô luôn giùm em. Ai lấy chốt giùm em. Caro. Bộ caro phơm dơ nha mọi người. Pyjama nè. Pyjama phơm dơ giùm em nha. Chị nào lấy caro chốt caro giùm em. 98k một bộ. 98 giùm em nha. Đẹp lắm. Ai lấy caro chốt caro 98. Caro 98 giùm em nè, chị nào lấy caro chốt caro. Caro 98k nè. Đây tiểu thư sạch này chị. Tiểu thư sạch giùm em nha. 99k quần có túi. Tiểu thư sạch giùm em, 99k giùm em. Đẹp lắm. Quần có túi nha, cái này em còn một bộ thôi. Chị nào lấy sạch chốt sạch. Sạch 99 nha. Ai lấy sạch chốt sạch giùm em 99k. Sọc 99 giùm em nè. Rồi bộ set Barbidol giùm em nè. Cái dây này về mấy chị rút được nha. Sọc cho chị Linh Nguyễn. Cái dây này mấy chị rút được nè. Về rút theo cái tay cỏ tay của mọi người nha. Sọc cho chị Linh Nguyễn nè. Rồi ai lấy set B chốt set B giùm em. Quần có túi luôn giùm em nha mọi người. Set bi quần có túi giùm em nha, 85k một set. Set Barbidol nha. Set Barbidol 85. Cái đó 99. Rồi lấy Barbidol chút, Barbidol 85 giùm em nè. Barbidol 85k. Rồi body nè, body brief giùm em nha. Cái này rút giữa hai bên nè. Rút hai bên nè mấy chị. Body rút. Rồi chị nào lấy chút giùm em body. Tay ngắn nha mấy chị, body giùm em nè. Body giùm em nha, 75. Body 75k, lấy body chốt body 75. Body 75k, chị nào lấy body chốt body. Ngọc Trinh nè, set nè. Rồi chị nào lấy body chốt body giùm em. 85. Rồi lập thể cổ sen tay dài nè mấy chị. Quần có túi nha. Cái này lụa trăm đê giùm em. Chị nào lấy chốt cho em lập thể nha. 99k lập thể giùm em nè. Tay dài, cổ sen nha mọi người. Chị nào lấy lập thể chốt lập thể giùm em nè. Lập thể. Ai lấy lập thể chốt lập thể giùm em nha mọi người. 99k lập thể giùm em nè. Áo lẻ hả? Lên áo lẻ hả? Rồi ai lấy lập thể chốt lập thể. Lập thể cho chị Lý Nguyễn nè. Xem lại beo. Beo nâu. Beo nâu. Đây beo nâu nè. Tay gài nút nha mấy chị, beo nâu tay gài nút quần có túi nha. Ai lấy beo nâu chốt beo nâu giùm em. Beo nâu, beo nâu. Beo nâu 99k.
màu nâu, màu đỏ, màu nâu nha mấy chị. Nâu đỏ nâu, màu nâu nè, màu nâu nè, với lại màu đỏ nha mấy chị. Đây lấy beo chốt beo, chị nào lấy beo chốt beo Latin. Cái mẫu này Latin em còn một bộ Latin không dơ dùm em nha. Quần có túi 99k luôn dùm em, quần có túi nha mấy chị. Chị nào lấy tím chốt tím dùm em, 99 nè, em còn một bộ duy nhất nè, 99k tím Latin nha mấy chị. Rồi lấy tím chốt tím, mấy bộ tính sĩ 30 sản phẩm nha chị ơi. Rồi lấy tím chốt tím giùm em, 99k nha. Rồi tiểu thư giùm em nè, Danh Ngọc Phương lấy tím nè. Rồi chị nào lấy chốt giùm em cam nè, tiểu thư nha mấy chị. Tay dài, tay dài quần dài giùm em 99k. Cam 99 giùm em nha, cam 99 giùm em, ai lấy cam chốt cam. Cam 99k, 99. Rồi lấy cam chốt cam giùm em, 99 giùm em nè. Beo nâu cho chị Linh Nguyễn nè, 99. Rồi chị nào lấy cổ tròn, chốt cổ tròn giùm em nè, quần có túi. Mít cây, ai lấy mít cây chốt mít cây giùm em nha, mít cây giùm em. Bộ dao đẹp quá, cảm ơn chị nha. Lấy chị bộ lan nu tay dài, lan nu tay dài ok chị. Rồi lấy chốt em mít cây 95, cam 99 cho Kiều Thúy nè. Còn cái gì để em lên cho lan nu nè. Ủa, bộ dâu hả? Bộ dâu còn không ta? Nuôi cho chị Ngọc Trinh nè. Hết mít cây nha Bicun ơi. Dâu, dâu. Dâu. Đây dâu còn, dâu còn nè. Dạ còn dâu đây. Bộ 90 hồi nãy chị có túi quần không? Có nha chị. Bộ 90 nãy có túi quần á. Rồi ai lại đen chốt đen giùm em đi. Đợi em xíu nha My Nguyên ơi. Đây bộ dâu đây. Bộ dâu đẹp lắm mọi người, em nói thiệt. Thì mà mấy chị không tin. Coi này cái mặt xịn ghê không. Dâu riêu hả? Em hết riêu rồi. Em còn có 4 bộ nữa hết rồi. Đây bộ chảy dâu giùm em nha. Xinh lắm mọi người. Đó 60k một bộ giùm em. Chị nào lấy hồng chốt hồng 60 nè. Hồng 60, màu hồng ruốc, màu đỏ với lại màu cam đó. 60k một bộ, ai lấy dâu chốt dâu. Dâu nha mấy chị, ai lấy dâu chốt dâu giùm em. Tay dài quần dài nha, lụa. Bộ lụa nha mấy chị ơi. Dễ thương lắm mọi người. Rồi em có màu hồng cam cho Hiền Trần Ly nè, 60 nè. Dâu hồng cho Big Bull. Rồi em còn màu đỏ với màu hồng ruốc nha. Còn màu đỏ với màu hồng ruốc giùm em, 60k một bộ. Đỏ với hồng ruốc, đỏ với hồng ruốc giùm em 60. Cái đó Hiền Trần Ly. Đúng rồi. Rồi còn đỏ với hồng ruốc nha mấy chị, 60. Dâu đó, thì dâu đó. Xếp lan nu tay dài còn, còn nha chị, xếp lan còn nha. Rồi bộ thể thao này mọi người, trời ơi đẹp xuất sắc, dễ thương lắm luôn ấy. Form dưới 5758 kỹ mặc vừa giùm em nha. Bộ đùi thể thao giùm em, đùi thể thao giùm em nha, 65k một bộ. Chị nào lấy xanh chốt xanh. Màu xanh nè, màu hồng, màu xanh, màu hồng, màu xám. Chị Hạnh Ngọc dâu hồng ruốc. Rồi còn màu đỏ ai hốt luôn giùm em đi. Nãy chị có chốt mít cây, mít cây hết rồi nha Bi Cua ơi, mít cây của chị Kiều Thúy rồi. Rồi chị nào lấy chốt giùm em nha, bộ thể thao. Bộ thể thao giùm em nha, màu hồng, màu xám nè, với lại màu xanh nha, 65k một bộ. Chị ghi hai tên đi. Hồng ruốc cho chị Hạnh Ngọc. Hạnh Ngọc có rồi đó.
Thành Ngọc Hồng Phước rồi. Rồi đùi thể thao dùm em 65 nha, có 3 màu á. Màu xanh, màu xanh, màu xám với lại màu màu hồng nha mấy chị ơi. Xanh xám hồng dùm em. Xanh xám hồng, ai lấy màu nào lên màu đó dùm em, xanh xám hồng nè. Thế đây. Đây lan nu nè, em còn màu hồng, màu vàng với lại màu nu luôn nha. Bao rất tốt. Rồi đây chị nào lấy chốt thì em nu nè. Lan nu 99k nha. Còn một nu nè. Nu vàng hồng nha mấy chị. Nu vàng hồng 99k một bộ lan nha mấy chị ơi. Bộ lan giùm em. Hôm dưới 5758 kỹ mặt vừa. Ai lấy lan chốt lan giùm em nè. Áo này mọi người lấy không nè. Tay dài nè. Lên gân tay dài giùm em nè. Gài nút. Lên gân tay dài giùm em nè. Áo này đẹp lắm. Cái này gài nút lại giùm em nha. 50k một áo giùm em. Đây 50 giùm em nha. Chị nào lấy chốt trắng nè. Trắng. Xanh đen. Xanh đen nè. Màu hồng. Màu vàng, màu hồng với lại màu xám nha, 50k một áo. Ai lấy áo chốt áo. Lan nu cho chị Linh. Chị Linh Nguyễn nè. Áo tay dài nha mấy chị. Chị nào lấy áo chốt áo giùm em nè. Ai lấy áo chốt áo giùm em, 50k một áo. Rồi em lên bộ nơ tay ngắn nè, những con nơ tay ngắn bộ lụa. Nơ nơ. Đây, tay ngắn nha mấy chị ơi. Cần lắm luôn, hôm dưới 55 kỹ mặt vừa giùm em. Tay phòng. Tay ngắn mà tay phòng này, xinh không? Quần dài giùm em nha. Rồi chị nào lấy nơ chốt nơ giùm em nè. Nu nơ. Rồi nơ giùm em nha, 60 luôn, ai lấy nơ chốt nơ màu xanh nè. Nơ 65, nơ 65 giùm em màu xanh, màu đỏ, màu hồng. Ai? Suri chị gửi rồi em. Rồi màu hồng dâu nè. Với lại màu cam đất. Với màu cam đất giùm em nha, chị nào lấy nơ chốt nơ. Ai lấy nơ chốt nơ giùm em. Tay ngắn dài nha mọi người. 65k một bộ. Quá chị xin luôn. Nơ nơ. Nơ xanh cho Bicun nè. Bicun nơ xanh 65. Rồi lấy nơ chốt nơ giùm em nha. Màu cam đất nè, màu hồng dâu, màu đỏ. 65k một bộ. Ai lấy nơ chốt nơ giùm em 65. Em đó cho Hồ Thị Ngọc Lành. Tôi còn một ly cái màn nữa. Rồi em có màu à. Màu hồng ruốc. Màu nu nè. Màu nu. Màu xanh biển nè. Màu xanh ngọc. Với lại màu vàng nữa nha mấy chị. 65. Áo len vàng cho chị Hồng Tươi Lê nè. 50 Hồng Tươi Lê nè. Nơ vàng cho Bicun. Bicun nơ vàng 65. Rồi lấy nơ nữa chốt nơ giùm em. Rồi đây áo kiểu nè. Tay phòng như vậy nha mọi người. Áo bo. Bo nhúng nè. Rồi chị nào lấy áo chốt áo giùm em. Hồng Tươi Lê 50. Rồi áo giùm em nha. Áo siêu đẹp luôn. Áo đẹp lắm. Rồi 50k một áo giùm em nha mấy chị. Chị nào lấy hồng chốt hồng 50. Màu hồng, màu nu. Màu đen nè. Màu trắng.
với lại màu vàng. Rồi ai lấy áo chốt áo giùm em 50. Áo 50k nha mấy chị ơi, áo kiểu. Áo kiểu giùm em nha. Áo 50 kèm màu giùm em nè. Áo thun thái. Áo thun thái có nha chị. Rồi ai lấy chốt giùm em. Hôm qua còn cái xanh đâu ta. Hình như rồi áo áo cái màu giùm em nè. Set lan tay dài lụa mango à em. Set lan là lụa trăm đê nha mấy chị. Lan là lụa trăm đê giùm em. Thả như em lấy màu gì á? Áo 50 màu gì? Màu hồng. Rồi chị nào lấy áo 50 chốt áo 50 giùm em. Vải đẹp quá trời luôn mọi người ơi. Áo 50 giùm em nha, màu trắng nè. Màu trắng, màu đen, màu nu, màu vàng. Trắng đen nu vàng 50k một áo. Trắng đen nu vàng giùm em. Trắng đen nu vàng 50. Ra lấy áo chốt áo giùm em nha 50. Rồi cái này đủ shop giùm em còn cái nè. Xem với chị 35 luôn, chị nào lấy đỏ chốt đỏ. Đỏ 35k, có bao nhúng nha. Đỏ 35, chắc đủ shop nha mấy chị. Rồi đỏ 35k, lấy đỏ chút, đỏ 35. Em xem màu chị. Màu gì? Màu áo hả? Áo 50 á hả? Áo 50 còn màu nu, màu đen, màu trắng, màu vàng nha. Đen nu trắng vàng 50k một áo. Có bèo tay ngắn không? Có nha chị. Đưa cái gì bèo tay ngắn đi. Đây, ai lấy nu chút nu giùm em nha. Áo 35 cho bé heo nè. Rồi áo 50, ai lấy áo chút áo 50 giùm em. Bèo tay ngắn. Bèo béo bèo. Rồi đợi em xíu nha. Rồi cái này lụa trăm đê luôn giùm em nha mọi người. Nó ngang nhau, nó giống mango, nó không có khác gì hết á. Đây, ai lấy beo chút, beo. Beo tay ngắn nha mấy chị ơi. 95k giùm em. Ai lấy beo chút, beo 95 nè. Tay ngắn, quần dài. Beo nâu nè, ai lấy beo nâu chút, beo nâu giùm em nha. Beo nâu 95k, phân giữa 57, 58 kiểu mặt rồi. Beo nâu nè, beo sáng. Với lại sọc. Với lại sọc giùm em nha, 95k. Rồi chị nào lấy chốt giùm em 95 kèm màu. Bỏ vô giùm. 95 kèm màu giùm em. Ai vàng. Áo vàng nè. Chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em nha. Vàng. Vàng 50 nha mấy chị. Ai lấy vàng chốt vàng. 50k một áo nè. Vàng 50. Ai lấy vàng chốt vàng bêu sáng cho chị Thu Ngon. Bêu sáng Thu Ngon. Rồi áo đuổi nha mấy chị. Áo cổ yếm vải đuổi giùm em nè. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em nha. 45k một áo giùm em. 45k một áo lan trần lại beo nâu. Rồi ai lấy chốt giùm em hồng nha. Áo hồng giùm em 45. Áo hồng 45 giùm em nha. Vải đuổi em còn một cái. Hồng 45k. Ai lấy hồng chốt hồng 45 giùm em. Rồi cái áo này có bo nhúng nè. Ôm bo đầy tay phòng nha mấy chị. Tay phòng giùm em, chị nào lấy đen chút đen. Rồi xe 35 luôn. Đen 35 nha mấy chị, ai lấy đen chút đen 35. Đen 35k. Ai lấy đen chút đen. Đen 35 giùm em nha. Chị nào lấy bộ lam, bộ lam còn một bộ nè. Áo vàng cho bé heo 50 nè. Ngọc Trinh 45. Có set thiết kế nha. Không thải rồi để em lên. Bộ lan em còn một bộ này, chị nào lấy không nè. Phía sau nó có giấy kéo, cái này hàng satin giùm em nha. Chị nào lấy đỏ chút đỏ giùm em nè. Lam đỏ. Lam đỏ giùm mấy chị. Ai lấy lam đỏ chút lam đỏ giùm em. 130. Lam đỏ 130 giùm em nha. Đẹp lắm mọi người. Còn đúng một set nè. Rồi ai lấy lam đỏ chút lam đỏ giùm em. Lam đỏ 130 giùm em nha. Lam đỏ 130. Cái gì kêu lên nhiều quá người ta.
không thái. Cái eo vầy này, eo vầy không thái còn một cái nè. Eo vầy không thái này, nào lấy eo vầy, cho eo vầy giùm em. Còn một cái nha, chữ dập nổi như vậy. Đó, phân với 60kg mặc vừa. Bé heo bỏ áo đỏ. Rồi chị nào lấy chốt thì em xanh nha, xanh 65k. Xanh 65, chị nào lấy xanh chốt xanh 65. Xanh 65k giùm em nè. Xanh 65, ai lấy xanh chốt xanh. Xanh 65. Đưa cái áo cái này của ai vậy? Xanh cho chị rồi, xanh cho Quỳnh Nga nè, lên số điện thoại dùm em với 65. Đây áo phong thái, áo phong thái dùm em, phong này dưới 55kg mắc vừa. Chị nào lấy đen chút đen, đen 45k dùm em nha, lấy đen chút đen 45. Đen 45 dùm em nha, chị nào lấy đen chút đen 45 nè. Đen 45k. Rồi vàng 45 dùm em phong thái. Ai lấy vàng chốt vàng giùm em 45. Đi cho su ken nè. Su ken 45. Cho ai lấy vàng chốt vàng 45k vàng. Vàng 45 giùm em, chị nào lấy vàng chốt vàng 45. Vàng 45 giùm em. Rồi gấu nè. Chị nào lấy gấu chốt gấu phong thái nha mấy chị. Gấu giùm em nè, 45k. Chị nào lấy gấu chốt gấu 45. Ai lấy gấu chốt gấu. Quên ngay tủ à. Chị nào lấy gấu chốt gấu. Rồi ai lấy chà neo chốt chà neo giùm em. Áo đẹp quá trời luôn. Chà neo hoa nè. Chà neo 45k chà neo. Vàng với gấu cho chị Ngọc Trinh nè. Rồi ai lấy chà neo chốt chà neo giùm em nha. Hết phong thái rồi mấy chị. Rồi áo có cổ phong dài giùm em nè. Phong dài giùm em nha. Chị nào lấy Burberry chốt Burberry. Áo 45. Burberry giùm em. Xả rồi nha bé heo ơi. Burberry nè. Burberry 45k. Chị nào lấy Burberry chốt Burberry giùm em 45. Burberry. Hết gấu rồi chị. Ôi áo đen. Áo đen cổ tim xẻ tà 35k giùm em xẻ tà nha. Chị nào lấy chốt đen. Đen 35 nè. Phun giấy á. Đen 35 ai lấy đen chốt đen. Chờ neo cho chị Ngọc Trinh nè. Rồi đen 35 ai lấy đen chốt đen 35. Đúng rồi. Đen 35 ai lấy đen chốt đen. Áo rất tốt nè. Ủa Burberry 65kg mặc vừa không? Burberry 65kg chị cam mấy nhiêu á? Rồi áo Burberry giùm em nha. Cái này mua về đi tập gym cũng được mọi người. Rồi xe 35 em còn màu trắng với lại màu hồng. 35k trắng hồng. Trắng hồng 35. Trắng hồng 35 giùm em nha. Ai lấy chốt giùm em. Bộ ngủ dây nè. Nãy giờ mấy bà hỏi ngủ dây nè. Ngủ dây lên gân này mấy chị. Ren nha, phối ren như vậy. Ngủ dây giùm em. Đó, chị nào lấy đen chút đen. 65kg, 1m56. Dạ không vừa, 62kg, 1m56 không vừa. Rồi, ngủ ren giùm em 55k một bộ nha. Ai lấy chốt vậy em đen. Đen 55. Áo nón nè mấy chị. Ai lấy áo nón, cho áo nón giùm em nè. Áo nón nha, 45k. Trắng 45. Trắng 45 giùm em nha mọi người. Ai lấy trắng chốt trắng. 45k.
45. Rồi bộ giùm em nè. Bộ dài nha mấy chị ơi. Bộ dài giùm em nè. Chị nào lấy nâu chốt nâu giùm em nè. 75D một bộ nha. Bộ dài Burberry. Rồi nâu 75, ai lấy nâu chốt nâu 75K nâu. Nâu 75K chị nào lấy nâu chốt nâu giùm em 75. Bộ quần dài nha, phơm dưới 6 mấy ký mắc vừa giùm em. Rồi nâu 75. Rồi dài luôn nè. Bò sữa nè. Bộ quần dài. Chị nào lấy đen chốt đen giùm em nha. Đen 70. Đen 70K giùm em. Chị nào lấy đen chốt đen 70 quần dài nha mọi người. Đen 70 ai lấy đen chốt đen. Nâu cho chị Ngọc Trinh nè. Nâu Ngọc Trinh. Rồi lấy đen chốt đen. Còn có bộ mấy chị. Ngọc Trinh 75. Rồi đen 70 ai lấy đen chốt đen. Mấy chị lấy tới dài quần dài không? Đen cho Suri nè. Suri 70. Suri có bộ à? Có bộ này đẹp lắm nè em. Ủa hôm nay tay. Cái bộ thun thái nè. Đúng rồi. Cái đó chắc nó mát á. Bộ thun thái nè. Form rộng nè. Bộ thể thao á. Bộ này 99K giùm em thun thái nha mấy chị. Bao chất cho mọi người luôn. Vải là khỏi phải chê rồi đó. Đó 99K một bộ thôi. Chị nào lấy chốt giùm em nha. Đen. Ai lấy trắng cũng được, trắng đi mấy chị. Trắng giùm em nha. Trắng giùm em phơm với 6 mấy chị mặc vừa. 99K một bộ. Thun thái nha mấy chị ơi. 99K. Đẹp lắm. Phải đẹp lắm. Rồi bộ quần dài giùm em nè. Tay dài quần dài bộ 3D nha mọi người. 3D Quảng Châu giùm em luôn. Tay dài quần dài giùm em. Chắc siêu mát luôn. Ở chị nào lấy chốt giùm em gấu. LV ra lấy LV cho LV giùm em 80 nha. Tay dài quần dài 80K. Chị nào lấy LV cho LV 80. Chị Ngọc Trinh lấy trắng nè. Rồi LV ai lấy LV cho LV. LV giùm em nha 80. Đâu cái này đã nó 99 mà. Ai lấy LV cho LV. Rồi bộ thể thao quần dài nè. Bò sữa nha mấy chị. Cái này quần có túi luôn giùm em. Quần ống bò như vậy nha. Hàng thun thái luôn giùm em. Chị nào lấy bò chốt bò giùm em 95. Bò 95K giùm em phơm rộng nha mấy chị. Quần bò ống. Rồi bò 95K lấy bò chốt bò. Bò 95 giùm em nha. Chị nào lấy bò chốt bò 95. Bò 95K giùm em nè. Ai lấy bò chốt bò. Pyjama Latin nè. Cái này quần có túi nha mấy chị. Pyjama Latin nè. Ai lấy chốt em caro. Cái này 115K nha. 115K giùm em. Chị nào lấy caro chốt caro 115. Phân dơi luôn. Caro 115 giùm em. Ai lấy caro chốt caro 115 nè. 115K. Chị nào lấy caro chốt caro. Bộ beo. Đùi beo thể thao nè. Ai lấy chốt giùm em beo nha. Chị nào lấy beo chốt beo giùm em 55K một bộ. Phơm dưới 60kg mặc ok luôn. Đó. Ai lấy beo chốt beo. Đùi beo nha mấy chị ơi. Đùi beo giùm em 55. Đùi beo 55 giùm em. Ai lấy đùi beo chốt đùi beo 55. Sơ mi đát nè. Sơ mi đát giùm em. Ủa cái này của Hồng Nhi mà. Sơ mi đát giùm em nha. Em có màu trắng với lại màu đen 85K nha mấy chị. Sơ mi Adidas giùm em tay phòng nha. Tay phòng giùm em là 85. Cái này mặc với lại quần ngố đẹp lắm. Màu trắng với lại màu đen nha mấy chị. Trắng đen giùm em 85. B cho Lan Trần. Lan Trần 55 nè. Rồi đây đát chốt đát giùm em nha. 85K đát. Đát 85 giùm em. Lan Trần 55. Rồi xét Quảng Châu giùm em. Cái này quần có. Quần không có túi nha. Rồi xét sọc giùm em nè. Sơ mi trắng cho Giang Ngọc Phương. Caro 60kg mặc vừa không sót. 60kg 1m56. Phong dơi hả? Pyjama 101 đúng không chị vừa. Phong dơi là vừa.
Rồi đây chị nào lấy sọc chốt sọc giùm em nha. Xét sọc giùm em nè. Tại 90k xét sọc. Ai lấy chốt em xét sọc 90. Xét sọc 90k giùm em nè. Chị nào lấy sọc chốt sọc. Cho coi beo vàng đi. Beo vàng. Beo vàng nào chị? Beo vàng nào coi. Cái này á hả? Cái này là lan á, bộ lan. Bộ lan giùm em nha. Bộ lan giùm em 99k. Ai lấy lan chút lan 99 giùm em nha. Lan 99k. Rồi xét bộ quần dài giùm em nè. Cái này quần có túi lắm giùm em nha mọi người. 95k một set, có mức ngực luôn. Áo chóc polis. Rồi chị nào lấy chốt thì em xét xanh. Xét xanh giùm em nha. 95k một set. Xanh 95 này, ai lấy xanh chốt xanh 95. Coi đồ bộ tay dài. Còn đồ bộ tay dài phung á. Còn nha chị. Rồi chị nào lấy chốt thì em xanh nè. Xanh xanh, ai lấy xanh chốt xanh. Bộ có bộ em. Chị lên lại xét hồng 60 mấy đi ạ. À. Xét hồng 6 mấy. Xét hồng 6 mấy là nè ta. Xét nào ở Kiều Thúy? Em mới lên hả hay lên nãy? Trời ơi không nhớ chị ơi. Xét hồng nào ta. Rồi đây chị nào lấy chốt thì em nè. Sơ mi. Ngố sơ mi Burberry nè, tay dài. 95k một bộ. Ai lấy chốt giùm em ngố sơ mi nè. Đẹp quá. Tay dài nha mấy chị. Ngố tay dài giùm em nè. Rồi 95k chị nào lấy chốt giùm em mã 95. Mã 95 giùm em nha. Ai lấy mã 95 chốt mã 95 giùm em. Hồng 6 mấy lên lúc đầu like hả? Khách hồng nào ta? Khách hồng là chị không nhớ. Tình yêu ơi. Khách hồng hình như có người lấy rồi. 95 nè. 95 cho chị Danh Ngọc Phương. Rồi lấy ngố chút ngố giùm em nha. Rồi bộ tay dài quần dài giùm em nè. Tay dài quần dài giùm em nha. Cái này cái này áo khoác. Mấy chị mặc áo khoác rồi cũng được nè. Có dây kéo nha. Quần có túi nha chị ơi. Quần có túi. Chị nào lấy chốt thì em đỏ. Con này dưới 60kg mặc ok luôn. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ giùm em. Cái này 90k nha. Màu đỏ với lại màu hồng nha, em có đỏ với hồng 90. Đỏ hồng 90 giùm em. Đỏ hồng 90k, ai lấy chốt giùm em nha, đỏ hồng. Đỏ hồng 90. Xét bộ ống rộng đúng không? 65 đúng không? Chị Ngọc Trinh lấy rồi, Ngọc Trinh lấy rồi em. Rồi đỏ 90 nè, tay dài quần dài. Đỏ 90k đấy, đỏ chốt đỏ. Màu xám nữa nha mấy chị. Màu xám nữa nè. Ai lấy xám chút xám. Đỏ xám 90. Đỏ xám 90k giùm em. Đỏ xám 90 giùm em nè. Rồi bộ Quảng Châu giùm em nha. Ai lấy chút em xanh đen. Quần có túi nha mấy chị. Rồi xanh đen giùm em. Xanh đen, xanh đen 99k nha. Xanh đen 99 giùm em nè. Ai lấy xanh đen chút xanh đen. Xanh đen 99k giùm em nè. Chị nào lấy xanh đen chốt xanh đen. Xanh đen 99. Đây em lấy mẫu này được không? Cái sọc được không nè? Giống vậy nhưng mà sọc. Xét đen. Sọc nè. Bộ sọc áo có xẻ tà nha.
set bộ ống rộng áo xẻ tay giùm em. Rồi sọc 65k lấy sọc chốt sọc giùm em. Sọc 65 cái này mang về bà ta với lại mang cái túi xách mang bên một bên đó mọi người. Xinh lắm. Rồi lấy chốt giùm em sọc 65. Sọc 65 nha. Áo á, vạt bầu nè. Phía trước là vạt bầu. Đó chị nào lấy sọc chốt sọc 65k em còn một set. Set ống rộng. Sọc 65. Sọc cho Hương Nguyễn. Hương Nguyễn lên số điện thoại giùm em nha. Hương Nguyễn nè. Với lại Danh Ngọc thôi em ghi hai tên á. Ai đủ đâu em chốt người đó nha. 65. Xét mố đi chị. Xét mố chị mới like xong nè em lấy không? Tommy Burberry. Mố Burberry nè mấy chị em còn hai bộ nữa hết rồi nè. Ngố Burberry giùm em. Tay dài nha, ngố tay dài giùm em nè. Ngố tay dài giùm em 95k nha. Ai lấy ngố chốt ngố giùm em nha mấy chị. Ngố đẹp lắm. Ngố tay dài giùm em 95. Ngố 95 giùm em nè. Chị nào lấy ngố chốt ngố 95. Ngố 95 giùm em. Dập ly yếm nè. Dập ly yếm giùm em nha mọi người. 90k giùm em, chị nào lấy đỏ chút đỏ. Dập ly yếm giùm em 90. Đỏ 90 giùm em, ai lấy đỏ chút đỏ 90. Đỏ 90k nè, chị nào lấy đỏ chút đỏ. Quần ống rộng nha, đỏ 90. Ai lấy đỏ chút đỏ giùm em. Rồi set yếm giùm em nè. Phía sau này nó có bo thun nha. Yếm tầng. Xét nha mấy chị, quần có túi giùm em. Phía trước là lưng bản, phía sau là lưng thun giùm em. Rồi chị nào lấy chốt giùm em yếm nè. 85k giùm em nha, yếm 85. Xét yếm 85 giùm em nha. Yếm tầng như vậy nha mọi người. 85k giùm em. Ai lấy yếm chốt yếm. Yếm 85 này, chị nào lấy yếm chốt yếm giùm em nè. Yếm 85. Rồi chân váy rút bên trong có quần giùm em nha. Chân váy rút bên trong có quần giùm em. 35k form này dưới 52kg mặc vừa thôi. Chị nào lấy chốt giùm em mã 35. Chân váy 35 nha mọi người. Chân váy 35 giùm em. Chị nào lấy chân váy chốt chân váy. Rồi áo xích nè. Áo xích 35k luôn giùm em. Áo rất tốt nha mấy chị. 35k chị nào lấy nâu chốt nâu. Nâu 35 nha, ai lấy nâu chốt nâu 35 giùm em. Nâu 35k nha. Ai lấy nâu chốt nâu 35 giùm em nha. Nâu 35 nè, chị nào lấy nâu chốt nâu. Nâu 35k giùm em. Nâu 35 ai lấy nâu chốt nâu giùm em nè. Đây có ngố Tommy nè. Nè. Quần nghe lấy nâu 35. Chị ơi đập số ký luôn. Rồi ok chị. Đây xét ống rộng giùm em. Cái này vải đủ nha mấy chị. Phía trước là lưng bản, phía sau là lưng thun nè. Quần có túi. Rồi ai lấy chốt thì em xanh nha. Xét Barbie doll nè. Phơm dưới 5758 kiếm mắc vừa vải đuổi nha mấy chị ơi. Rồi xanh giùm em 90k xanh. Đuổi xanh 90 giùm em nha. Xanh 90 chị nào lấy xanh chốt xanh. Xanh 90 giùm em nè. Ai lấy xanh chốt xanh 90. Xanh 90.
fan chính. Bộ gấu với đây rồi nè mọi người, ai lấy gấu chốt gấu giùm em nè. Bộ gấu không thái á, xanh chỉnh môi cho chị à, chị Huỳnh Như nè. Bộ eo vì Quỳnh Nga eo vì nào á. Đây bộ gấu nè mấy chị, em còn một bộ đẹp lắm, hàng thun thái nha, gấu hàng thun thái giùm em nè, 99k một bộ nha. Đấy gấu chút gấu còn đúng bộ này mấy chị, hàng thun thái giùm em, đẹp lắm mọi người ơi, cái này siêu đẹp luôn. Rồi 99k lấy gấu chút gấu giùm em, gấu 99 giùm em nha, ai lấy gấu chút gấu. Tiểu thư eo vì á hả, eo vì nào, bộ tiểu thư eo vì hả, gấu cho Thu Ngân nè, Thu Ngân 99 nè, Thu Ngân với Ngọc trên em ghi hai tên nha. Rồi ngố nè, ngố giùm em nha, cái này hàng thiêu nha mấy chị, hàng thiêu giùm em nha. Chị nào lấy, chị nào lấy ngố chốt ngố giùm em, 95k ngố 95, ngố sơ mi 95 nè, ngố sơ mi 95k, chị nào lấy ngố chốt ngố, ngố 95, ai lấy ngố chốt ngố giùm em 95k, ngố 95. Đồ bộ cái quần eo vì, trời ơi đầu óc chị trên mây rồi, xíu nữa em anh bóc em chị nha, để xíu chị like coi nó có ấy không. Rồi bộ này xét nha mấy chị ơi, xét bô rít, xét bộ thể thao bô rít giùm em nha, tay dài quần dài, tay dài quần dài giùm em nha, cái này đẹp lắm nè, quần có túi nha, xét thể thao quần bo ống giùm em nha mấy chị, 105 giùm em, ai lấy đen chút đen, đen 105. À bộ tay dài quần dài eo vì này đúng không? Phải không Quỳnh Nga? Rồi chị nào lấy chốt giùm em, đen 105 giùm em nha, xét thể thao nha mấy chị, xét thể thao giùm em, đen 105, 105 giùm em nè. Rồi ngủ giùm em nè. Rồi ok Quỳnh Nga nè. Rồi đây xét thể thao, chốt xét thể thao giùm em nha. Rồi ngố, ngố beo này mấy chị, hôm nay em về phân to đó, 70k một bộ giùm em nha, ai lấy chốt giùm em, ngố 70, ai lấy hồng chốt hồng giùm em nha, hồng 70 giùm em nè, hồng 70k giùm em, đẹp lắm mọi người, siêu đẹp luôn, phân dưới 60kg mặc rồi giùm em. Rồi hồng 70, ai lấy hồng chốt hồng, hồng 70k giùm em nè, chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em. Rồi bộ Quảng Châu giùm em nè, áo phom rộng giùm em nha, hàng Quảng Châu giùm em, Thu Ngân lấy ngũ hồng, đúng rồi có một màu thôi nha. Rồi bộ thun hàng Quảng Châu giùm em nha mọi người, chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em nè, xanh 99k thun thái nha, cái này thun thái giùm em, xanh 99k, ai lấy xanh chốt xanh, xanh 99k một bộ, ai lấy xanh chốt xanh giùm em. Thu Ngân 70. Rồi chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em, ai lấy ngố là chốt ngố nha, còn hai bộ thôi nha, ngố còn hai bộ nè. Rồi bộ thun thái nè, bộ chữ thái mấy chị, bộ chữ thái giùm em, bộ thun tay dài eo vì. Rồi đợi em xíu em lên lại cho,
Đây bộ thun thái giùm em nha. Hôm này dưới 60kg mấy chị mặc vừa luôn giùm em. Bộ này đẹp lắm nè. Rồi lấy hồng chốt hồng giùm em 99k một bộ, phơm dưới 60kg mấy chị mặc vừa luôn. Coi dạng thoải mái nha. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em. Hồng 99k hồng. Bọc zip xịn sò ba mấy chị bán sốt luôn. Phải này đẹp lắm. Rồi màu hồng. Màu xanh nè. Màu xanh nha mấy chị. Màu nâu. Màu nâu nè. Với lại màu màu cam, màu hồng phấn. Rồi 99k thân thái. 99k giùm em. Bộ. Đây em vì đẹp không? Vải này mát lắm mọi người. Vải này siêu mát luôn. Tay dài quần dài giùm em nha. Em vì tay dài quần dài nè. Rồi chị nào lấy chốt giùm em em vì 60k em vì. Tay dài quần dài giùm em, quên 80k. 80k tay dài quần dài giùm em nè. Ai lấy chốt em gấu 80. Gấu 80 giùm em, hàng Quảng Châu mấy chị. Gấu 80 giùm em. Ai lấy gấu chốt gấu. Em vì đi, ai lấy em vì chốt em vì giùm em nha. Em vì, em vì. Rồi cái này chữ FF. Tay dài quần dài giùm em nha. Rồi chị nào lấy chốt giùm em gấu đi. Cái này ai lấy chốt em gấu nè. Gấu nha mấy chị, ai lấy gấu chốt gấu giùm em nè. 80 gấu. Còn hình khế. Ê, còn mấy hình như qua chị like rồi đó, em lấy rồi đó. Em về cho Ngọc Trinh nè. Quỳnh Nga lấy gấu nè. 80 thôi nha mấy chị. Xả bộ xanh khi nãy, bộ gấu xanh hả chị? Hình như hồi nãy ai lấy bộ Babydoll xanh vậy? Nãy ai lấy bộ Babydoll xanh còn nè. Thun thái kem cho chị Huỳnh Như nè. Bộ em bận vải gì? Cái tê lụa mấy chị. Đây chị nào lấy chốt giùm em lại đi. Bộ Babydoll này mấy chị. 90k Babydoll vải đuổi nha. Babydoll đuổi, cái này quần có túi. Chị nào lấy chốt em xanh. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em nha. Xanh 90. Xanh 90 giùm em nha mọi người. Xanh 90 giùm em. Ai lấy xanh chốt xanh. Trời đây bộ. Bộ cầu vòng nè. Tay dài quần dài. Có 4 hình thôi. Đâu tới mấy hình lận mà. Rồi đây chị nào lấy chốt giùm em tiếng nha mấy chị. Tiếng cầu vòng giùm em nè. Tiếng cầu vòng giùm em. Đẹp lắm. 80k nha mấy chị. Ai lấy tiếng chút tiếng. Chị nào lấy tiếng chút tiếng giùm em nè. Tiếng 80. Tiếng 80 giùm em. Ai lấy tiếng chút tiếng. Gấu nè. Xin không mọi người. Chị nào lấy vàng chút vàng giùm em 80k một bộ. Ai lấy vàng chút vàng 80 giùm em nè. Gấu vàng 80 giùm em. Ai lấy gấu vàng chút gấu vàng giùm em nha. Tay dài quần dài. Gấu vàng 80. Chị nào lấy gấu vàng chốt gấu vàng. Vàng cho Quỳnh nghe. Rồi mít cây nè. Quỳnh kêu vợ lên nhận. Nhận gì chị? Chứ sao không nhận được. Nhận rồi, còn có cái gì nữa. Rồi ai lấy chốt thì em mít cây. Đặt bên chợ. Sao không nói ai biết. Ai lấy mít cây chốt mít cây giùm em nè. Vàng cho Quỳnh nghe. Mít cây 80. Bao nhiêu kỳ vô? Quỳnh nghe nè. Cái này giữa 5-7-5-8 kỳ vô nha mấy chị. Chị qua fanpage đi. Mít cây cho chị Ngọc Trinh. Mấy chị qua fanpage đi. Thôi em hết luôn nha. Bye bye mọi người nha. Bên chị em hết giờ like rồi. Có gì tối em like lại. Bye bye mọi người nha.